Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, trên diễn đàn của trường Trung học Phổ thông Tứ Xuyên Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh hai học sinh ôm nhau qua hàng rào trường cùng với dòng trạng thái: năm học mới đã bắt đầu rồi, hàng rào ngăn cách giữa Học viện Nghiệp vụ thành phố Tứ Xuyên và Học viện Văn học Lý luận Thành Đô đã được sửa lại. Đáng ra đây phải là một việc vui, nhưng với một vài người thì chưa biết vui hay buồn. Gần đây có bạn chụp được hình ảnh một cặp đôi ôm nhau qua hàng rào, đúng là vừa lãng mạn lại vừa đau lòng. Theo những gì dòng trạng thái chia sẻ thì đôi bạn trẻ này học hai trường khác nhau. Khi hàng rào ngăn cách được sửa lại, cơ hội để cả hai gặp lại nhau lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy, họ chỉ có thể nhìn nhau qua khung sắt và trao những chiếc ôm vội vàng như thế này. Có vẻ như khoảng thời gian để đôi trẻ gặp nhau không nhiều, họ chỉ có thể tận dụng những lúc nghỉ ngơi và lén lút hẹn hò. Tình trạng bị ngăn cách thực sự bởi một hàng rào của cặp đôi này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Chỉ có một mình tôi là thấy muốn khóc khi xem xong thôi hả? Trong hộ tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, chỉ có tình yêu là vẫn mãi ở đó. Đau lòng quá, nếu mà là tôi thì tôi đã đập tường luôn rồi. Một tài khoản tỏ ra tiếc nuối cho hoàn cảnh của hai nhân vật chính. Tuy nhiên cũng có người cảm thấy khó hiểu, bởi không lẽ việc bước ra khỏi cổng gặp mặt nhau lại khó vậy sao? Tôi chẳng tin, các ông bà cứ thích chuyện bé xé ra to, có mà lười ra ngoài gặp thì có, mà nếu cổng có khóa thật thì trèo ra đi, khó gì đâu cơ chứ. Bên cạnh đó, cũng có một vài FAers từ chối xem phim tình cảm Hàn Quốc và bình luận: này, có ai thử nghĩ cho cảm giác của cái hàng rào chưa? Nó ở đó một mình và cũng rất cô đơn. Tự dưng các anh các chị sáp vô để nó càng tủi thân hơn. Một người dùng khác cũng tếu táo bình luận: trước đây tôi cũng đã từng đứng cách mặt qua hàng rào, mắt nhìn nhau trìu mến với anh ship đồ ăn. Một người mong mỏi đồ ăn, người còn lại chờ đợi nhận tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.